Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng gần 8 giờ tối, ngày 4 tây tháng 11. Thì tôi muốn làm một cái video để mà chia sẻ cập nhật một số những thông tin mới nhất liên quan đến cái tình hình của bầu cử cũng như là tình của thị trường với các bạn. Thì trước hết các bạn hãy rời chúng ta nhìn vào trang web chính của Google khi mà bạn tìm kiếm election current results. Thì các bạn thấy được là bây giờ kết quả ở thời điểm hiện tại là ứng cử viên Joe Biden có 264 phiếu đại cử tri và Donald Trump hiện bây giờ tổng thống Donald Trump có 214 phiếu đại cử tri và các bạn thấy được là tình hình bây giờ thì rất là căng cho tổng thống Donald Trump ở thì hiện bây giờ dựa theo những thông tin mà chúng ta biết được các bạn thấy là bây giờ thì Joe Biden chỉ cần 6 phiếu nữa thôi là có thể trở thành tổng thống của Hoa Kỳ chỉ cần 270 phiếu là đã chiến thắng cuộc thi đua làm tổng thống này thì các bạn thấy được là Nevada bây giờ là một tiểu bang rất là quan trọng mà ai cũng đang nhìn vào tiểu bang Nevada và các bạn thấy được là tiểu bang Nevada bây giờ là có 6 phiếu đại cử tri. Tiểu bang Nevada là tiểu bang kế bên California là cái nơi mà rất nhiều bạn biết đó chính là Las Vegas nằm ở tiểu bang Nevada. Thì Nevada có 6 phiếu đại cử tri nếu như mà Joe Biden thắng được Nevada và bây giờ các bạn thấy được là tiểu bang này đã ngã vào cái màu là màu xanh thì các bạn thấy được là nếu như mà lấy luôn 6 phiếu này thì Ứng cử viên Joe Biden sẽ có tổng cộng là 270 phiếu, coi như là đã thành công giành được cái chức tổng thống lần này. Còn về tổng thống Donald Trump thì bị các bạn đã được con số là 214. Nếu như mà các bạn nhìn vào những cái tiểu bang còn lại mà nghiêng về phía tổng thống của Donald Trump như là Pennsylvania, tổng cộng có là 20 phiếu đại cử tri; North Carolina, tổng cộng có 15 phiếu đại cử tri; Georgia, tổng cộng có 16 phiếu đại cử tri; và Alaska, tổng cộng có 3 phiếu đại cử tri. Cộng hết lại những cái tiểu bang này cộng với lại số phiếu hiện bây giờ là 214 phiếu đại cử tri, cái bài thi đại tổng thống nào trông chỉ có 268 phiếu đại cử tri mà thôi, có nghĩa là sao? có nghĩa là tổng thống nào trong muốn thắng thì cũng phải có được Nevada chứ nếu như không thì chỉ thắng những tiểu bang mà hiện bây giờ đang nghiêng về phía của tổng thống Donald Trump sẽ không có đủ cho nên bây giờ là cái phần thắng nghiêng về cho Biden rất là cao nghĩa là không phải là Joe Biden sẽ chắc chắn sẽ thắng hay là tổng thống Donald Trump sẽ chắc chắn sẽ thua chỉ là bây giờ tổng thống Donald Trump nếu như muốn thắng thì các bạn thấy được là cơ hội là phải thắng được những cái tiểu bang đang nghiêng về phía của ông Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Alaska và cũng phải có được Nevada thì Tổng thống Donald Trump mới có thể trở thành Tổng thống kế tiếp. Đây là một trong những con đường rất là khó đi trong khi mà Joe Biden chỉ cần Nevada mà thôi. Các bạn thấy là đây là cái thông tin ở thời điểm hiện bây giờ thì có rất nhiều thông tin không truyền thống bây giờ đang loan tỏ rất là nhanh trên những cái mạng xã hội thì các bạn cần phải cẩn thận các bạn cần phải kiểm chứng những cái thông tin này với những cái trang web truyền thống có thể là nhiều bạn cho là nhiều trang web như là như là NBC hay là CNN là những trang web nghiêng về phía của đảng dân chủ thì cũng không sao các bạn cũng có thể kiểm chứng bằng cách là lên trên cái trang web Fox các bạn được là Fox là một trong những cái đài mà nghiêng về phía của cộng hòa nghĩa là phía của tổng thống Donald Trump thì các bạn thấy được chỉ số ở trên Fox News bây giờ thì cũng tương tự như là chỉ số được thu thập ở trên Google. Cái thư là Associated Press thu thập là 264 cho Joe Biden và 24 cho Tổng thống Donald Trump. Thì con số này cũng là con số tương tự à, ở trên trang web Fox, là một trang web mà nghiêng về đảng Cộng Hòa. Tình thường bầu cử đang rất là căng và chúng ta có thể có kết quả bất cứ lúc nào thì chúng ta nhìn vào thị trường tài chính các bạn thấy được là hôm nay là tiếp tục kết thúc một ngày là màu xanh các chỉ số ngày hôm nay cũng đã tăng lên chúng ta nói về những chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ như là Dow Jones thì đã tăng 367 điểm tăng 1,34% S&P 500 thì đã tăng 2,2% tăng 74 điểm Nasdaq thì tăng 3,85% các bạn nhìn vào pre market nghĩa là hợp đồng tương lai thì lại tiếp tục tăng lên các bạn thấy được là Dow future, S&P future và Nasdaq future những hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng có nghĩa là sao nghĩa là các bạn thấy được là thị trường vẫn tiếp tục tin tưởng chúng ta sẽ có một kết quả tổng thống trong thời gian ngắn nhất tại vì đây là điều mà những nhà đầu tư muốn thấy mặc dù là họ muốn người này thắng người, người kia thắng nhưng mà nói chung thì miễn là có kết quả sớm và một cái kết quả mà hai bên đều chấp nhận là một điều mà rất tốt cho thị trường và bây giờ thị trường vẫn đang trông chờ cái điều này và các bạn thấy được là một trong những điều khác nữa chúng ta nhận được Đó chính là khi mà các bạn nhìn vào kết quả của Thượng viện và Hạ viện Thì hầu như là không gì thay đổi các bạn thấy được là bây giờ Thì tuy là các bạn thấy là tranh cử Thượng viện là 48 ghế là của Đảng Dân Chủ 48 ghế là của Đảng Cộng Hòa Nhưng mà cái phần thắng vẫn nghiêng về Đảng Cộng Hòa cao hơn ở thời điểm hiện tại Có nghĩa là Đảng Cộng Hòa cũng sẽ tiếp tục nắm quyền ở Thượng viện còn về hạ viện thì các bạn thấy được là hạ viện thì bây giờ vẫn là của đảng dân chủ cho nên khi mà những người đầu tư nhìn vào tình hình bây giờ thì họ có thể là có được một số những quyết định như là các bạn thấy được là mặc dù là ai thắng đi nữa thì nếu như mà các bạn thấy là tổng thống donald trump thực sự là có thể thắng được hết những tiểu bang này và tái đắc cử thì tình hình cũng tương tự như là trước đây có nghĩa là các bạn thấy được là tổng thống donald trump đảng cộng hòa thượng viện vẫn sẽ tiếp tục là của đảng cộng hòa tính theo cái thời điểm hiện bây giờ và các bạn thấy được là hạ viện vẫn là của đảng dân chủ thì cũng không có gì khác biệt ngược lại các bạn thấy được là nếu như mà Joe Biden tắt cử thì nhìn vào tình hình hiện bây giờ thì Joe Biden là đảng dân chủ hạ viện này là đảng dân chủ nhưng mà thượng viện vẫn là của đảng cộng hòa tính theo chuẩn đoán bây giờ có nghĩa là một cái luật nào muốn thông qua thì vẫn phải có hai đảng đồng ý cho nên các bạn thấy được là nhiều người nhìn vào tình hình bây giờ nói với cái phương diện đầu tư thì họ cảm thấy là an tâm hơn Đại một điều mà nhiều nhà đầu tư không muốn muốn là nhìn vào tình hình là thấy là tổng thống thường vừa hạ viện cùng một đảng đây là một điều mà thường đã chia sẻ với các bạn là nhiều nhà đầu tư không muốn thấy điều đó cho nên đây là một điều mà nhiều nhà đầu tư cảm thấy là an tâm hơn mặc dù là tình hình trên chiến tổng thống bất ngờ rất là căng thẳng ở thời điểm hiện bây giờ thì các bạn thấy là một trong những cái điều mà ngắn hạn mà nhiều người lo lắng bây giờ đó chính là liên quan đến bạo loạn nếu như mà tổng thống donald trump không thành công tái đắc cử thì bạo loạn có xảy ra hay là không chúng ta cũng đã bắt đầu thấy được những cái hình ảnh à, được chia sẻ thường có đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội như mà nào mà chưa theo dõi thôn capital trên những cái mạng xã hội như là facebook twitter hay là Telegram thì có thể là theo dõi bằng cách bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái thông tin chính thức về những cái mạng xã hội để nhìn thấy những cái hình ảnh đó. Thì nhiều người lo là nếu như mà tổng thống Donald Trump thất bại thì có bạo loạn xảy ra hay là không. Nhất là thì bây giờ các bạn thấy được là có rất nhiều lời cáo buộc được đưa ra bên phía của tổng thống Donald Trump nói là có sự gian lận trong cuộc bầu cử này và chúng ta cũng thấy nhiều cái thông tin được chia sẻ từ đội của tổng thống Donald Trump thậm chí là chia sẻ trực tiếp từ Twitter của tổng thống Donald Trump đó chính là sẽ có những vụ kiện tụng có thể xảy ra cho những tiểu bang như là Wisconsin hay là Michigan và ít nhất thì cũng có những cái sự kiện như là đếm lại thì các bạn thấy được là nếu như mà cái phiếu trên lệch mà dưới một phần trăm thì có thể đề nghị là đếm lại và đây là một trong những điều mà tổng thống Donald Trump cũng đã chia sẻ là ông ta được quyền đòi hỏi đếm phiếu lại và thậm chí là có thể kiện tụng ra to thì nếu như mà những điều đó xảy ra thì ít nhất các bạn thấy được là đếm phiếu lại phải tốn thêm thời gian và thứ nhì nữa nếu như mà xảy ra kiện tụng mà lên tới to thì các bạn thấy được là thời gian nó sẽ càng dài hơn chúng ta có thể nằm trong một cái thời kỳ dài tuần thậm chí là một tháng mà không biết được là tổng thống mới là ai tại vì kết quả bầu cử không được công nhận thì sẽ dẫn đến cái sự dao động trên thị trường đây là một trong những điều mà các bạn cần phải quan tâm đến và khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình đó xảy ra thì không có tốt cho thị trường tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là hiện bây giờ có rất là nhiều những cái điều mà ngắn hạn phải giải quyết à, như là chúng ta nói tới cái vấn đề liên quan đến là cái gói hỗ trợ, thì gói hỗ trợ hầu như là đã thất bại trong cái việc đàm phán và nếu như mà các bạn thấy được là tổng thống Donald Trump mà không chấp nhận cái quả bầu cử, nếu như mà ông ta thua thì sẽ dẫn đến là cái gói hỗ trợ sẽ tiếp tục bị trì hoãn tại vì mọi người Điều sẽ bắt đầu quan tâm đến cái vấn đề là ai là tổng thống kế tiếp Và nếu như mà tổng thống Donald Trump không tái đắc cử được Mà chấp nhận là thua cuộc đi nữa Thì nếu như mà Joe Biden lên thì các bạn thấy được là Có thể đảng Dân Chủ sẽ kéo dài gói hỗ trợ Đợi cho đến khi nào mà Joe Biden thực sự là nhận chức tháng 1 thì mới bắt đầu là bàn tiếp. Còn nếu như mà Tổng thống Donald Trump mà tái đắc cử thì không biết khi nào mới bắt đầu bàn lại cái việc là có, có hỗ trợ kế tiếp của Hoa Kỳ hay là không và có hỗ trợ đó là sẽ lớn hay nhỏ như thế nào. Các bạn thấy được là đây là những cái điều mà mọi người đang tiếp tục tìm câu trả lời. Nhưng mà ít ra ở thời điểm hiện bây giờ thì những nhà đầu tư chưa theo cái tốc độ mà chứng khoán tăng trưởng trong thời gian 2-3 ngày qua các bạn cũng đã thấy được là nhiều nhà đầu tư thì cảm thấy là tình hình bây giờ tốt hơn là họ tưởng tượng cho nên cổ phiếu đã tăng lên và thậm chí là các bạn thấy được là Bitcoin cũng có cái sự tăng trưởng. Bây giờ các bạn thấy được là Bitcoin đã ở mức là 14.300 đô tăng trưởng cùng với chứng khoán. Nhưng mà như đã chia sẻ nếu như mà chúng ta thật sự dẫn đến tình trạng là chúng ta phải kéo dài một thời gian mà không biết kết quả bầu cử thì sẽ dẫn đến là chứng khoán sẽ dao động đây là một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, còn về cái việc là bạo loạn thì những bài nào mà sống ở hoa kỳ mà không có lưu trữ vũ khí thường nghĩ thì các bạn cũng nên suy nghĩ đến thường biết là nhiều người việt không có thói quen lưu trữ vũ khí à, nhưng mà trong cái tình hình mà khẩn cấp như vậy thì các bạn cũng cần phải quan tâm đến để mà lưu trữ vũ khí để mà bảo vệ cho gia đình của mình còn đối biết là thường lưu trữ à, ví chữ lạnh thì ví chữ lạnh bảo vệ crypto của mình thì ai bảo vệ ví chữ lạnh đó chính là bản thân mình cho nên các bạn cũng cần phải có những cái sự chuẩn bị trong thời gian này thì nếu như các bạn muốn mua súng hay là mua đạn thì thật sự rất là khó à, tại vì các bạn thấy được là trong thời gian mấy tháng qua có nhiều cái sự bạo loạn dẫn đến người dân của hoa kỳ ào ạt à, đổ ra để mà mua súng và mua đạn khiến cho cái sự thiếu hụt của súng đạn chứ còn bình thường thì súng đạn rất là nhiều thì có thể là nhiều bạn mà muốn mua bây giờ thì cần phải chờ đợi nhưng mà trong thời gian hòa bình chính là cái lúc mà tốt nhất để các bạn có thể là lưu trữ vũ khí để tự bảo vệ bản thân mình đây là những cái chia sẻ mà thịnh muốn đem đến cho bạn trong cái video ngắn ngày hôm nay à, và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi coi coi kết quả bầu cử kế tiếp là như thế nào và mọi người bây giờ điều mà quan trọng nhất đó chính là coi kết quả của Nevada là như thế nào và tất cả chỉ vì một đích thông tin mà không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital như là được hỗ trợ và những tính theo trên miễn phí hay là được giảm phí giao dịch mãi mãi và thôi xem gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn